Mẹ ơi, viện dưỡng lão nó rất là tốt cho những người già. Không khí rất là trong lành. Rồi những người già gặp nhau để bầu bạn, để nói chuyện với nhau. Tại sao mẹ cứ nghĩ nơi đó là nơi xấu? Cô nói lì lè hay lắm. Nhưng nữa là đạo lý của những đứa con bất hiếu. Mẹ ơi, mẹ nghe con phân tích nè. Tôi đủ rồi. Tôi chịu khó mười mấy năm đi, cho đến ngày hôm nay tôi phải nhận lấy hậu quả. Là thằng con trai của tôi nè, nó nghe lời vợ hắn, tống cổ tôi vô cái viện dưỡng lão mà vợ hắn mới lập ra đó. Mọi người im anh đi. Lê à, anh thật sự xin lỗi em mà. Hoàng Việt xin lỗi. Anh không biết nói gì với em hết. Anh đã tạo ra cho em một gia đình hạnh phúc, nhưng anh lại không giữ điều đó cho em. Vậy thì anh tạo ra nó để làm gì? Anh cho tôi niềm tin ngây thơ vào chỗ dựa duy nhất là anh. Rồi anh đột ngột bỏ rơi tôi. Trân An, cái gì vậy? Đây là một câu chuyện tiêu cực, không có gì mới hết. Giới tính nào cũng có cuộc sống của người ta hết. Khai thác lên đó thì được cái gì? Anh thở không? Vai nào anh cũng chê, mà show tới thì anh từ chối. Tiền đi hát của anh bèo bọt kéo có cao đâu. Mẹ em nói anh nghe nè, tới kỳ đóng tiền nhà rồi đó. Hôm bữa giờ dì Bảy cứ réo em hoài à. Nói gì cho thiếu vài bữa đi. Anh ơi, trễ một tháng rưỡi rồi đó. Thì ở phòng trà người ta cũng nợ anh 2 tháng trời, anh có lãnh đường đâu. Ờ, anh ngon anh đi gặp dì Bảy em nói đi. Sao lúc nào em cũng trường cái mặt ra em giải quyết hết vậy? Ta đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Uống nhầm một cơm sai thêm nữa đó. Sợ thật sự. Anh cảm thấy tìm, mình kém cỏi hơn bạn bè. Bạn bè quan trọng hơn chồng con nghe không? Lên ly hôn. Cả cái dòng họ này chưa có cái đời nào tuyệt tự. Vui vẻ đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, ta chen vào để đời thơm ngát. Đã thấy mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt, mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em yếu khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ, từ đầu của em nhỉ. Ta vẫn cố đi tìm lạc giữa nỗi buồn lặng im, rồi đến một mai thức giấc hạnh phúc tràn dâng trong tôi. Nó không phải là con anh đi về đi. Ta thôi hết thăng trầm vì em buồn cằn. Anh đi với người khác đi. Như vậy là trái luân thường đạo lý, là trái với pháp luật, anh hiểu chưa? Tại chú hết tính đi. Rồi đi ai biết. Ta vẫn cố đi tìm. Anh đọc đi được đi. Lạc giữa nỗi buồn lặng im, rồi đến một mai thức giấc hạnh phúc tràn dâng trong mắt. Ta thôi hết thăng trầm vì em buồn gặng xanh thẫm. Ta thôi hết thăng trầm vì em. Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Chúng ta phải hạnh phúc.